Hôm nay mình đi chọc cái con cá lóc bông với cá chẽm với cá lóc đen ở đây nha mọi người. Mọi người thấy cái địa hình đây là có cá chẽm, cá lóc đen nè, cá lóc bông luôn nha. Giờ thì mình dùng cái con nhái lắc nha. Rồi. Test cái đường này như thế nào nha anh em. Hôm nay chọc cái con đó kiếm mấy pha tát đây. Ô ô ô. Trời ơi. Cứ đứng xa xa cho đó đi. Anh đừng cho nó nhát. Trời ơi.